Xin chào anh chị đã đến với kênh của Văn Thiện Vlog. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm món chuột khi nước dừa siêu ngon. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị chuột, mình rửa sạch. Sau đó mình sẽ nêm nếm ướp gia vị sẵn. Gia vị này mình sẽ ướp trong vòng 1 tiếng nha anh chị. Gia vị gồm có bột ngọt, muối, đường, hạt nêm và một ít nước mắm. Nếu muốn ngọt hơn thì chúng ta sẽ cho đường nhiều hơn bình thường một tí. Đập vài tép tỏi, mình sẽ băm nhuyễn xong rồi mình sẽ phi lên chảo nha. Khi mà chuột đã bắt đầu săn lại, mình sẽ cho nguyên trái dừa vào luôn. Nấu cho đến khi nào mà cái nước dừa của mình nó sạch mà nó như thế này thì anh chị có thể nhấc xuống bếp là được rồi. Đừng có để lâu quá nó sẽ không ngon. Cái món này mang chung cho cơm rất là đỉnh luôn cả nhà. Rất là xuất sắc luôn. Video làm món chuột khi nước dừa hôm nay đã xong rồi mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ở phần bên dưới video giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.